Quý vị thân mến, hiện tại sáng nay Phú Tha đang có mặt tại đường Phạm Hùng quý vị ơi. Ở ngay Phú Tha đang đứng đây là chợ tạm ấp A4 thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh quý vị ơi. Đây, ở bên kia là cái đường đi vào chợ tạm quý vị ạ. Thì khi mà đi ngang ở đây á, Phú Tha thấy ở đây có rất là nhiều chiếc xe bán hàng rong á quý vị. Nhìn xe nào cũng ngon hết á. Mà trong đây đặc biệt là Phú Tha muốn chia sẻ đến toàn thể quý vị, đó chính là chiếc xe bánh lọt nè, bánh lọt xương sa xương sáo. Đây, nhìn rất là mát mẻ luôn quý vị. Quý vị đang nhìn thấy cái hộc tụ nè, cái hộc tụ để bánh lọt á. Và phía sau là xương sa xương sáo nha. Đó. Thường thì Phú Tha thấy là thường hay để trong những cái bịch đó quý vị. Nhưng mà ở đây thì xe của chị là để trong một cái hộc nha, cái hộc tụ đó. Đó, nhìn nó đầy, nó đà lắm. Ngoài ra thì chị còn bán bánh đúc mặn, bánh đúc ngọt. Đó, trên đây hình như là có chuối hấp nữa. À, bánh chuối hả con? Dạ. Có thường như vậy mình bán ở đây từ lúc mấy giờ đến mấy giờ hả con? À, từ 6 giờ tới 12 giờ. Dạ, 6 giờ sáng đến lúc 12 tới 1 giờ. Dạ, 1 giờ. Ở đây mình bán được lâu chưa con? Bán mấy tháng rồi. Dạ, mấy tháng. Cô thường thì con thấy là những người khác, là những cô, những chị khác là thường hay bỏ trong bịch đó. Còn ở đây con thấy là cô... À, để trong ly đây. Trong ly nó sạch hơn. Dạ, nó trong... ly được. Dạ. Là chỉ để nước vừa đảo ngoài hết. Dạ. Cái này là cô làm từ hồi sáng à, hay là họ làm hôm qua? Không, chỉ làm hồi sáng mà. Hồi sáng. 4 giờ sáng mình đã làm rồi. Wow. Đâu có làm hôm qua, mấy cái này đâu có làm hôm qua được. Dạ. Bên đây là bánh lọt, còn bên đây là xương sa. Xương sa hạt lựu á. Dạ. Xương sa hạt lựu đó quý vị. Nhìn đạt quá ha. Là cái này là cơm biển luôn á. À, rong biển. Dạ. Dạ. Ăn với cái này xương sáo với có mũ gòn, mà bữa nay chỉ hết mũ gòn rồi còn có nhiều. Dạ, bên đây xương sáo. Đây hạt lựu. Dạ. Thường là một ly như vậy mình bán bao nhiêu vậy? 10 ngàn. Một ly 10 nghìn. Ồ, quá bình dân quý vị ơi. Đó. Dạ. Ồ, có đồ xanh nữa thì phải. Dạ. Dạ, đồ xanh hạt lựu. Có nhiều màu đẹp quý vị ha. Màu xanh, màu trắng, màu hồng, màu vàng. Đẹp. Cái này lá dứa thiên nhiên không à, chứ không có màu. Dạ, lá dứa tự nhiên. Dạ, thiên nhiên. Không, dạ, không biết làm màu. Dạ, không biết làm màu. Đó. Có cho hỏi là cô tên gì? Cô hả? Dạ. Tên Liễu. Dạ, cô Liễu. À, mấy xe đây đuổi rồi hả? Dạ, dạ. Dạ, bây giờ mình đi đâu? Mình đi lại đằng, mình đi lại đằng kia. Dạ. Cũng khổ quý vị ạ. Mấy cô đây phải đi rồi. Đây, bên đây cũng có xe bánh rất đẹp nữa nè. Đó. Đó, cô đây bán nhang. Cô chắc cũng lớn tuổi quý vị. Cô phải kéo đi bán đồ cúng đấy được không bà chứ lớn rồi, có bánh cũng sâu. Cô đi tới đó rồi có gì con mua cũng được hả? Dạ, 5 hộp con ăn không hết. Dạ. Rồi bao cô hộp luôn, lấy cho cô ly luôn. Dạ. Rồi có gì cô bao lại con hộp bánh canh nha. Thấy bà ở đây bán nhân cúng cúng thương quý vị. Chiếc xe nó đầy hàng á, nó nặng á, mà cứ kéo lui á. Còn chị bán bánh lọt xương sa xương sáo đây nè. Thấy những người bán hàng rong thấy thương quá quý vị ạ. Ở đây cũng có một cô bán gánh bánh nè, những cái bánh bánh quê đó quý vị. Ngồi sau cái cục điện này, dưới cục điện này. Đây, cái bánh gánh mặn
Tây vì Phú Ta đi theo kịp cô nè. Cô đẩy đi tại Phú Ta chạy xe lấy xe. Coi như vậy thì nếu mà ai muốn ăn ủng hộ cô thì làm sao? Cô bán cố định không hay là cô đẩy chạy như vậy? À, nói chung là gần gần ở khu vực chợ này. Dạ, gần gần ở đây. Dạ. Nếu mà ở đây ở cái chợ tạm ấp 4 không có thì quý vị đi vòng vòng ở gần gần ở chợ đây nữa quý vị. Tại vì không có đứng một chỗ được. Dạ, ngay chỗ tập gym. Ồ, cái này mình lấy cái vợt này mình múc luôn hả con? Đi 10.000 thấy ràng quá quý vị, có đồ xanh rồi nữa. Có nước dừa đúng không con? Nước dừa, nước đường. Dạ, nước dừa, nước đường. Chạy đâu với nước đường. Ngày thì mình bán hết đây, mình còn bán thêm nữa không con? Không, bán hết. Dạ, hết là mình nghỉ đó đúng không con? Nhà có ở có gần đây không? Gần đây nè, con muốn nhà đây. À, mình muốn nhà trọ con. Có chắc quê miền Tây hả? Quê miền Tây. Dạ. Tây mới có cái này. Dạ. Có ở huyện nào, tỉnh nào? Ồ, Kiên Giang và Trá xa nha. Dạ. Ồ, cháu trong Quốc này là cô ở gần Bến Tàu Phú Quốc á. À, Bến Tàu Phú Quốc. Dạ. Ngay chỗ ông Nguyễn Trực á. Dạ. Cô có nhiều con gái không? À, cô 4 đứa. Dạ. Ở quê hết à, lên đây rồi cô? Ở quê có nhỏ con gái 7 tuổi ở đây, thôi 13 tuổi. Dạ, là đi học hay là đi làm rồi cô? Nghỉ rồi cô. Ồ. Khổ quá lên đây làm. Vậy là 4 người mà ở dưới đó 3 người. Ở dưới đó là có chồng có vợ hết rồi. Dạ. Ủa sao sớm vậy? Cô nó nay 4 mấy rồi, 43, 49 rồi. Mà 3 người con đã lấy lập gia đình. Lập rồi, đứa 29, đứa 28 tuổi hết rồi. Dạ. Vậy là hồi xưa cô 19, 20 tuổi có chồng. À dạ. Vậy là chắc có cháu rồi ha. Cháu ngoại 2 đứa. Dạ. Ồ, 2 đứa ngoại, nhưng mà vẫn thấy cô còn trẻ, quá trời trẻ luôn. Dạ. Thì nếu mà quý vị có đi ngang đây thì có thể mua ủng hộ giúp đỡ cho cô Liều quý vị. Mỗi phần như vậy thì chỉ có 10.000 thôi. Nhìn ngon lắm quý vị ơi. Em đi thử cho biết. Dạ 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 tiếp không? Dạ dạ dạ. Dạ. Thôi được rồi, được rồi. Để tí con mang về cũng ăn được. Có mua đây rồi nè. Tí con mang về cũng ăn cũng được. Tại để tí có gì con ăn sáng chút xíu đó. Dạ rồi có gì con ăn. Đó. Nhìn mát mẻ. Dạ. À, bánh đúc lá dứa. Bánh đúc lá dứa, ăn đường với nước dừa cũng rồi. Dạ. Bữa nay người ta đặt, người ta lấy hết rồi. Dạ. Nghe bánh đúc lá dứa là lạ quý vị. Mình làm ở miền Tây mình làm toàn là lá dứa nhìn thiên nhiên thôi mà chứ không có màu. Dạ. Màu là em biết rồi. Dạ. Cái này là mình làm lá dứa. Nó nhạt nhạt đúng không cô? Dạ. Nhìn cái này đã ghê luôn. Cái này là màu lá dứa thiên nhiên luôn á. Dạ. Mình già ra mình lấy cái nước đúng không cô? Này là bột gạo, cô có pha bột năng gì không? Không, không bột gạo, không ngâm. Dạ, bột gạo không? Ngâm hồi 3 giờ chiều tới 11 giờ mình mới xay. Dạ. Dừa cô để đây hả? Đây, nước dừa đây. Cái này là nguyên chất luôn hay sao? Nguyên chất luôn, không? Chị nguyên làm nguyên chất rồi mà. Chị không có pha cái gì chứ. Dạ. Tại vì làm gia đình mình có ăn nữa. À, màu siro á. À, màu siro là mình mới cắt được. Ở trong là củ năng đúng không cô? Củ năng đúng rồi. Dạ. Nó bột năng cái mình cắt ra là mình để màu lên cho nó giống hột lựu. Dạ, y chang hột lựu luôn á. Dạ. Nhìn đẹp. Dạ. Cái này là chỉ có cái này là màu siro thôi. Màu siro mình thôi. Dạ. Chứ ra ngoài mình không có màu không bán nè. Dạ. Có gì là cô Liều tâm sự hết cho quý vị. Thì cái này là màu siro. Cái này là ở Dị Liễu là làm là như là rong câu của mình. Dạ. Trong biển mình là đó. Dạ.
cái đá cho nó bỏ đá cho nó bung ra nè. Dạ, tại vì mình làm chắc sáng đúng không? Dạ. Nó còn dính bọt với chứ. Cái này làm cực lắm á. Đây vị thì Phú Tha mua một ly để tí nữa Phú Tha ăn sáng xong đó rồi Phú Tha sẽ ăn cái này. Dạ dạ. Thì nếu mà quý vị có gặp gì liệu ở đường Phạm Hùng gần chợ Tạm ấp 4 thì quý vị có thể ghé dùng thử. Mỗi phần như vậy thì chỉ bán 10.000 thôi. Rất là rẻ luôn. Quý vị thấy cái ly rất là đầy luôn nè. Nè, ngoài ra thì còn có nước dừa, nước đường nữa. Thêm bịch đá nữa nè, để đẹp lắm. Đó. Rồi, cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phú Tha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Bye bye.